Mới bước vào đầu mùa triều cường năm 2023, song tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều khu đô thị lớn như Phú Quốc, Kiên Giang, Long Xuyên, An Giang, Ninh Kiều, Cần Thơ liên tục bị ngập nặng khi có mưa, triều cường. Tình trạng ngập ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, từ các khu dân cư đến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, giao thương, đi lại của người dân. Trung tuần tháng 9 năm 2023, tuy mới bước vào mùa triều cường, nhưng mực nước trên sông Hậu đã đạt 1,88m, gần mức báo động 2, làm ngập nhiều tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ. Tại Kiên Giang, 2 năm trở lại đây, thành phố Rạch Giá liên tục bị ngập khi có mưa, triều cường. Không chỉ mưa lớn mà mưa nhỏ cũng ngập. Những trận mưa vừa qua cũng làm tuyến quốc lộ 1, đoạn tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An bị ngập sâu. Theo số liệu hiện có, tốc độ lún trung bình hàng năm ở một số đô thị lên tới 1,5cm một năm. Trong vài năm trở lại đây, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát đi cảnh báo Việt Nam xếp hạng 23 trên 30 quốc gia chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long được cảnh báo là 1/3 vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất thế giới. Dự báo, mực nước biển sẽ dâng lên từ 0,5 đến 1m vào cuối thế kỷ 21, với 0,47m một năm. Nếu không có giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, ước tính 10 đến 12% dân số Việt Nam, khoảng 39% diện tích, 35% dân số vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng.